Từ hôm nay đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai cùng Hội Chữ Thập Đỏ các huyện và thành phố trong tỉnh sẽ phối hợp với Trung tâm Truyền Máu Chợ Rẫy tổ chức thực hiện 10 đợt hiến máu lưu động. Các đợt tiếp nhận hiến máu lưu động trong tháng 12 sẽ được thực hiện tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn sẽ tiếp nhận được 2.750 đơn vị máu hiến tình nguyện. Trước đó, thông qua 11 đợt tiếp nhận hiến máu lưu động trong tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cùng Hội Chữ Thập Đỏ các huyện, thành phố và Trung tâm Truyền Máu Chợ Rẫy đã tiếp nhận hơn 2.900 đơn vị máu hiến, đạt 99,4% kế hoạch đề ra.